5 điều cần phải biết rõ khi đi mua bán bất động sản trong thời gian tới. Chuyện lạ, sổ đỏ thật, cầm tay, người thật, việc thật, đất thật, nhà thật, bất động sản thật, nhưng không thể công chứng, không thể sang tên mua bán cho bên mua được. Mà khổ một nỗi, có những trường hợp là công chứng sang công chứng được, mà công chứng xong thì người mua là phải giao hết tiền cho bên bán, nhưng mà khổ một nỗi là không có thể sang tên được cho mình. Đây là một bài học đau lòng, không chỉ dành cho những anh chị em đi mua bán bất động sản lần đầu đâu, mà phải thể dành cho tất cả những anh chị em, kể cả là lâu năm nhưng mà chúng ta lại chưa gặp những trường hợp này. Đặc biệt hơn là trong cái bối cảnh cái luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và cái bảng giá đất đang và sắp được áp dụng, cũng như ở một số nơi, đặc biệt hơn là ở các trung tâm, các thành phố, các tỉnh thành nó đã áp dụng điều này, nên có một số anh em ở khu vực khác, ở địa phương khác, ở tỉnh thành khác, hay thậm chí ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta không giao dịch trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng không thấy được điều này. Vậy thì hôm nay Hiển sẽ làm cái clip này chia sẻ 5 cái trường hợp và 5 cái lý do và 5 cái điều quan trọng nhất mà bất kỳ một anh chị em chúng ta đi mua bán bất động sản, kể cả là lần đầu hay lâu năm, chúng ta cũng phải chú ý những điểm này nếu như chúng ta không muốn bị mất tiền ngu. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được clip này, bạn xem được video này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông để lần tới khi mình phát cái video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này với những thông tin hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Đây là một trong những vấn đề mà thời gian gần đây có rất nhiều giao dịch bị ngưng lại, hay là chúng ta không sang tên được, chúng ta không đổi chủ được, chúng ta không làm được cuốn sổ đỏ, nó dẫn đến những cái rủi ro, những cái tranh chấp, và có thể là chúng ta mất đất, mất nhà, mất tiền mà tranh chấp kiện tụng kéo dài. Nó không chỉ là mất đất đâu, mất nhà đâu, mà chúng ta có thể là mất cả cái tính mạng hay là mất cả cái gia đình của chúng ta nữa, bởi vì chúng ta vướng vào cái những thứ, những cái vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng trước đây chúng ta đã làm rồi, chúng ta không gặp, thì bây giờ chúng ta đã có kinh nghiệm rồi thì làm sao mà chúng ta có thể biết được và làm sao mà chúng ta có thể gặp điều đó được. Nhưng chúng ta cứ gặp đi rồi chúng ta sẽ phải nói câu giá như biết thế hay là đừng có dại làm như thế thì sẽ không bị. Nhưng ngày hôm nay cái đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý đó là cái câu chuyện là nhà đất hiện nay nó sai hiện trạng rất chi là nhiều, và nó phải nói là phổ biến đến 95% cái đất đai, cái nhà cửa ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt nhất là hiện nay nó sẽ đã áp dụng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như một số tỉnh thành khác rồi. Cái câu chuyện là gì? Cái sổ đỏ thì thông tin lên sổ đỏ thì một kiểu, nhưng mà thực tế trên hiện trạng thì nó là một kiểu. Ví dụ như trên sổ đỏ là nó chỉ có là đất ở thôi chứ không có nhà, nhưng mà trên đất nó không phải là nhà cấp 4 hay là các công trình đảm bảo, mà nó là một công trình kiên cố, có thể là một tòa lâu đài, một biệt thự hay là một cái căn nhà mà 3 lầu 1 trệt nguy nga hoành tráng, nó kiên cố như thế. Thì khi mà chúng ta muốn công chứng thì chúng ta vẫn có thể là công chứng được, nhưng mà khi sang tên chúng ta nộp hồ sơ vào văn phòng mở cửa, các cơ quan chức năng, văn phòng đăng ký đất đai, là văn phòng tài nguyên môi trường hay là bên địa chính xã phường, người ta sẽ xuống kiểm tra coi là nhà đất có đúng hiện trạng hay không. Và trong trường hợp này bắt buộc là chúng ta phải hoàn công thì chúng ta mới có thể là công chứng mua bán sang tên được. Và dẫn đến cái câu chuyện là bởi vì chúng ta đã giao hết tiền rồi thì lúc này là chúng ta phải lo lót, chúng ta phải đi tìm dịch vụ mà chúng ta làm, thì không chỉ là chúng ta mất tiền đâu mà chúng ta còn mất thời gian và tiềm ẩn trong đó cực kỳ và rất nhiều rủi ro. Vậy thì trước khi chúng ta đi mua thì chúng ta nên tìm hiểu, điều tra, khảo sát cái bất động sản này cho thật kỹ vào, là xem cái thông tin trên cuốn sổ đỏ và thông tin trên hiện tại nó có trùng khớp hay không, hay là cuốn sổ đỏ nó chỉ là đất nông nghiệp thôi và trên đó người ta đã làm cái nhà kiên cố chỉnh in trên đó rồi, hay là cái sổ đỏ đó một nửa là đất nông nghiệp, một nửa là đất thổ cư, đất ở, nhưng trên thực tế đến hiện trạng người ta đã xây hết đất rồi, đã xây đủ rồi, bây giờ chúng ta muốn sang tên rồi đúng không, thì chúng ta phải đập bỏ phá dỡ cái phần đó đi, hay là đập phá dỡ toàn bộ căn nhà nó đi. Mà khổ mà nói, chúng ta mua cái tài sản đó, chúng ta mua cái bất động sản đó bởi vì nó có cái căn nhà, bởi vì có cái hiện trạng lên đất, nên đây chính là một bài học mà dành cho anh chị em tôi đi mua bán bất động sản. Và đối với chủ nhà thì sao? Thì chúng ta ngay thời điểm này, cái câu chuyện mà đi làm hoàn công, câu chuyện mà xin phép xây dựng nó không quá khó, và nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta có thể đăng ký, chúng ta đi làm ngay. Tất nhiên mà khi mà chúng ta làm, mà chúng ta làm sau hoặc là chúng ta bổ sung thì chắc chắn chúng ta sẽ bị phạt một khoản tiền ở đó, nhưng suy cho cùng nó sẽ không nhiều, và đến khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta bán được giá hơn và nó dễ dàng hơn. Và nếu như người đi mua người ta biết, người ta bắt ông chủ nhà, bắt cái người bán phải cam kết làm được hồ sơ, phải hoàn công được, phải ra được sổ đỏ thì người ta mới giao tiền, thì khi đó cái rủi ro toàn bộ là gặp
cho cái người bán. Và cái thứ hai là cái giá mua bán và cái giá công chứng là nó sẽ như thế nào. Bởi vì trong cái luật đất đai năm 2024 này có một cái chi tiết và chúng ta nên nhớ là từ nay trở đi chúng ta sẽ không được mua bán bất động sản hai giá nữa. Và có một số anh em sẽ làm cái hợp đồng mua bán, cái hợp đồng đặt cọc là hai giá, là giá mua là giá này, còn giá bán là giá thấp hơn, giá mua là giá cao hơn, còn giá cái hợp đồng công chứng là giá thấp hơn. Thì những cái hợp đồng mua bán đó, hợp đồng đặt cọc đó, nó sẽ không có hiệu lực, bởi vì không có hợp đồng nào mà trên hợp đồng đó người ta có hai giá được cả. Nên chúng ta phải đặc biệt cân nhắc, đặc biệt chú ý, bởi vì cái giá cái hợp đồng công chứng nhé thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện là chi phí, thuế phí và cái số tiền người ta phải trả. Bình thường thì khi đi mua bán thì không có luật nào cố định là ai là người phải trả thuế thu nhập cá nhân và ai sẽ là người trả tiền phí trước bạ, mà đây là thỏa thuận dân sự giữa người mua và những người bán. Và thông thường người ta đang làm ngoài kia thì tiền về người nào thì người đó phải đóng thuế thu nhập cá nhân, và sổ của người nào thì người đó phải đóng phí trước bạ. Và bây giờ thuế thu nhập cá nhân và phí trước bạ nó cũng cao hơn rất nhiều lần rồi. Bởi vì bây giờ tuy rằng chưa áp dụng cái bảng giá đất mà bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026, nhưng khi cơ quan chức năng người ta tính thuế thì cái giá thuế và cái hệ số K bây giờ nó đã cao hơn rất nhiều lần rồi. Nên chúng ta cũng quên được cái câu chuyện là chúng ta mua một cái căn nhà 10 tỷ mà chúng ta chỉ khai tượng trưng 100 triệu, cái điều đó nó sẽ không còn diễn ra nữa. Còn chưa kể nha, trong thời gian tới nếu như chúng ta bán lại cái tài sản này này thì có phải là từ đó chúng ta cũng phải đi khai thuế, kê khai thuế, mà lúc ngày xưa chúng ta mua chúng ta khai thấp thì bây giờ mà chúng ta khai đúng giá cả thị trường thì ai sẽ là người bị thiệt hại nhiều nhất. Và cái thứ ba là tại sao như qua những cuốn sổ đỏ người ta đã cập nhật liên tục trang 3, trang 4, vậy thì có cái điều gì bất ổn bất thường trong này hay không? Bởi vì có thể là quy hoạch cái địa phương đó, cái khu vực đó nó đã thay đổi, hay là cái lộ giới nó đã thay đổi. Bởi vì sao? Nếu như liên quan đến lộ giới và liên quan đến cách chiều cao mật độ xây dựng thì nếu như người ta cập nhật hay người ta ra cái cuốn sổ đỏ mới là tất cả các thông tin trong đó người ta đã thể hiện ra hết. Và hầu như anh chị em ta đi mua bán mà chúng ta thấy cái sổ đỏ đó mà trên đó là gạch mè và cái đất còn lại nó rất chi ít thì cái giá trị căn nhà nó sẽ bị nhỏ đi. Nên là chúng ta đi mua bán những cái cuốn sổ đỏ mà cập nhật trong 304 giây mà nó nhiều á thì chúng ta phải lưu ý và kỹ check thông tin quy hoạch ở đâu, thì chúng ta đừng có dại mà check online. Nếu mà online làm được, các chuyên gia trên mạng người làm được, thì liệu chừng cái văn phòng đăng ký đất đai, bộ phận một cửa phòng tài nguyên môi trường, hay bộ tài nguyên môi trường, hay sở tài nguyên môi trường, hay là địa chính xã phường, hay là các quy hoạch đô thị đi, hay phát triển quỹ đất hạ tầng, người ta có còn tác dụng gì nữa hay không, đúng không ạ? Chính vì điều này này chúng ta đừng có dại mà tin những cái gì các app test online, các chuyên gia test online trên mạng hầu hết và phần lớn là để sai. Và chúng ta có chắc được rằng cái tài sản mà chúng ta mua nó không nằm ngay cái vị trí mà người ta mới điều chỉnh hay không, hay bởi vì có quan hệ này quan hệ kia người ta đã điều chỉnh và thay đổi thông tin đi. Nhưng khi mà chúng ta đến cơ quan chức năng toàn bộ những thông tin đó thì nó sẽ được chính xác hơn, có thể là 100% và chắc chắn hơn, thì chúng ta xin một cái bản về cái quy hoạch đó hay cái thông tin về kế hoạch đó có xác nhận, có chứng thực, có chứng nhận của cơ quan chức năng, của địa chính xã phường hay là văn phòng đăng ký đất đai hay bộ phận một cửa, thì chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn trong cái trường hợp này. Và cái thứ tư là bất động sản mà cái loại mà vi bằng giấy tờ tay hay là hình thành trong tương lai dần dần sẽ không còn chỗ đứng, và người dân Việt Nam chúng ta người ta không dám đi mua những cái loại này nữa. Và cái bằng chứng chúng ta thấy không, cái câu chuyện là một cuốn sổ đỏ hay người dân mua ở các dự án 1-500 bây giờ để đòi đất đòi nhà, có ai đã đòi được chưa? Kể cả là tập đoàn nhỏ, công ty nhỏ hay tập đoàn lớn, đã có người dân nào mà người ta định lấy được cuốn sổ đỏ mà có thể làm được đất, làm được nhà? Thậm chí bây giờ nhá, chúng ta chỉ cần lấy lại tiền gốc thôi nó đã là khó rồi, chứ đừng nói cái câu chuyện mà làm được cái cuốn sổ đỏ mà khai được đất, làm được nhà. Những cái câu chuyện chúng ta đừng có dại mà đi mua những loại đất mà giấy tờ tay vi bằng hay là bất động sản hình thành trong tương lai. Chúng ta đừng nghe ai cam kết thừa thề hứa hẹn. Ở Việt Nam chúng ta thấy không, tất cả những đại gia giàu mà liên quan đến bất động sản hầu hết là bây giờ đã ngồi ở trong kia. Và người ta có một cái thống kê là những người nào, những đại gia bất động sản nào vướng vào lao lý, và tất cả là cái gì, tất cả nó liên quan đến pháp lý. Và bây giờ người ta có làm được đâu mà người ta còn to như thế, người ta nhiều tiền như thế, mối quan hệ người ta biết nhiều như thế, người ta hiểu nhiều như thế, người ta còn không làm được, thì liệu chừng cái cá nhân chúng ta có làm được không? Nên chúng ta đừng có dại từ nay trở đi mà chúng ta mua những loại đất đai mà không có sổ đỏ, không có pháp lý rõ ràng, thì đừng có dại mà mua cái loại này. Và cái loại thứ năm là cái dòng tiền bây giờ đang chảy về đâu, và chúng ta mua bán đầu tư ở phân khúc nào, cái sản phẩm nào để cái lợi nhuận chúng ta cao hơn trong thời gian tới. Và chúng ta nên để ý một cái chi tiết này, tại sao
đã vòng 3 đến 5 năm nay, khu vực phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh thành xung quanh đã phát triển cực kỳ vượt bậc và cực kỳ thịnh vượng, bởi vì người ta được đầu tư cơ sở hạ tầng rất là nhiều, các dự án nhiều, đại dự án nhiều, các khu công nghiệp nhiều, hầu như tập trung ở khu vực phía Bắc. Nhưng bây giờ giá cả nó đã rất kỳ là cao so với khu vực phía Nam, có thể là cao 50% rồi. Từ đó chúng ta mới thấy là gì? Cái lợi nhuận và cái giá cao nó sẽ không có thể lên cao được nữa. Và bây giờ có rất nhiều nhà đầu tư sau khi cái câu chuyện đầu năm xuất đất Hà Nội hay đấu giá Hà Nội, người ta bỏ cọc đúng không? Bây giờ người ta mang cái cục tiền đó, mang cái đống tiền đó, mang cái dòng tiền đó vào đâu? Người ta đổ xô vào khu vực phía Nam. Khu vực phía Nam thì đó là ở đâu? Đó là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận xung quanh khu vực đó. Tuy nhiên, chúng ta mua ở đâu, mua như thế nào, pháp lý như thế nào, điều kiện thủ tục như thế nào và tiềm năng tăng giá như thế nào và cơ sở nào để chúng ta biết là cái lợi nhuận của chúng ta sẽ cao trong thời gian tới, thì chúng ta còn phụ thuộc vào cực kỳ và rất nhiều vấn đề khác nữa. Nếu như anh chị em quan tâm đến khu vực này, quan tâm đến đầu tư ở khu vực này, kể cả với tầm tiền từ 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 5 tỷ, 20 tỷ, 50 tỷ hay 500 tỷ, thì có thể comment xuống cái video này này, mình có thể chia sẻ và hướng dẫn bật mí một số kỹ thuật, một số mẹo để anh chị em các nhà đầu tư chúng ta biết được, để chúng ta có thể đi mua bán bất động sản trong thời gian tới, cái lợi nhuận của chúng ta càng ngày càng trở nên cao hơn. Và đặc biệt nhất nha, là anh chị em cứ nghĩ là kèo thơm kèo ngon, kèo thơm kèo ngon không đến chúng ta đâu, nó phải có những kỹ thuật, có những kiến thức, có những kỹ năng, có những trải nghiệm, có những dấu hiệu, và chúng ta phải nhận biết rằng là cái tiềm năng tăng giá thực sự của cái khu vực đó, của cái tài sản đó là cái gì, thì từ đó nó lợi nhuận nó mới lên được, chứ không phải cứ nghe người ta nói ngon, người ta phải nói ngon thì người ta mới bán được cho bạn. Chứ còn nếu như người ta nói không ngon thì bạn có mua đâu, mà bạn không mua thì người ta lấy gì mà người ta ăn.